định mệnh hoán đổi. Mẹ con đã đến một nơi rất xa. Bắt đầu từ bây giờ, con không còn là Su In-ju nữa, mà là Ha In-ju. Số phận chớ trêu, liệu ai sẽ giành được vị trí bếp trưởng Ariang đời thứ 5 danh tiếng? Những tình tiết gay cấn, kịch tính và giàu cảm xúc với những cuộc cạnh tranh nảy lửa đầy đam mê của hai nữ đầu bếp trẻ tuổi tài năng Su Dong và Ha In-ju. Không chỉ có những cuộc cạnh tranh nơi bếp nấu, hai cô gái còn vô tình trở thành đối thủ trong chuyện tình yêu của họ. Chàng trai may mắn đó là người kế thừa một tập đoàn thực phẩm lớn. Và cuối cùng, tình yêu sẽ thuộc về ai? Đón xem bộ phim Người kế vị dài 47 tập sẽ được phát sóng các ngày trong tuần vào 18:10 và phát lại vào 7 giờ hôm sau, bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 năm 2015 trên kênh HTV Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang.